ngày 28 tháng 4 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 23, khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, họp thảo luận và quyết định một số nội dung quan trọng. Khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông qua báo cáo của Ban cán sự Đảng, Chính phủ về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch và ổn định kinh tế xã hội trên tinh thần chỉ đạo chung là chủ động đánh giá tình hình, diễn biến của dịch bệnh, đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời, phù hợp với thực tiễn của đất nước. Quan điểm xuyên suốt là chống dịch như chống giặc, huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội, lấy phòng dịch làm ưu tiên, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả, chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân. Với tinh thần chủ động, không chủ quan trước dịch bệnh, đến nay cơ bản Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 cũng tác động lớn đến tình hình kinh tế xã hội của đất nước. Đối với tỉnh Hòa Bình, đại dịch COVID-19 đã khiến cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh rất khó khăn bởi hầu hết các ngành lĩnh vực đều bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp xuất khẩu cùng lúc đối mặt với khó khăn kép về nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường xuất khẩu, tiêu thụ hàng hóa. Thị trường du lịch quý 1 gần như đóng băng và dự báo tiếp tục xuống thấp trong những tháng tiếp theo. Hoạt động vận tải cũng bị sụt giảm mạnh. Tính đến ngày 15 tháng 4 năm 2020, toàn tỉnh có 136 doanh nghiệp và một hợp tác xã giải thể, 144 doanh nghiệp và gần 1.400 hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động. 371 đơn vị cá nhân bị ảnh hưởng với tổng dư nợ trên 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, dịch COVID-19 cũng gây ảnh hưởng lớn tới các đối tượng yếu thế trong xã hội như đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trên cơ sở đánh giá tác động của tình hình dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2020. Đối với công tác an sinh xã hội, phải tập trung hỗ trợ chăm lo trực tiếp đến cuộc sống của người nghèo, hộ cận nghèo. Hội nghị đã cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tại các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, trong đó nhấn mạnh, mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuy nhiên các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội, tổ chức quán triệt, triển khai chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nghiêm túc, theo đúng kế hoạch. Kịp thời thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội và phân công nhiệm vụ để tổ chức thực hiện. Quan tâm chỉ đạo đại hội điểm các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Công tác chuẩn bị nhân sự, báo cáo chính trị và nội dung chương trình đại hội được thực hiện nghiêm túc, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nội dung hướng dẫn của cấp trên. Chủ động lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Đến nay, nhiều đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch. Công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo đúng quy trình, quy định, sẵn sàng cho tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng kế hoạch đề ra. Hội nghị cũng cho ý kiến vào quy định số 33 ngày 28 tháng 12 năm 2018 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử và quyết định số 1376 ngày 23 tháng 12 năm 2019 về sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định số 33. Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp khó lường khi mà hiện nay có nhiều ca tái nhiễm. Vì vậy tuyệt đối không được chủ quan, cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo ở cấp độ cao hơn, vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Chưa nói là chúng ta phải tăng cường cái sự lãnh đạo chỉ đạo cao hơn nữa. Đảm bảo cái việc là cái giãn cách xã hội, vấn đề an toàn trong cái hoạt động của cộng đồng, của xã hội, kể cả các cái hoạt động dịch vụ, du lịch, thể thao, học tập, hội nghị, rồi các cái hoạt động khác. Đề nghị với các đồng chí tinh thần là các cấp ủy đảng các cấp, rồi là mặt trận tổ quốc và đoàn thể các cấp, là cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần này. Cái thứ hai là vẫn duy trì các cái hoạt động về phòng chống dịch, các cái ban chỉ đạo, các cái tổ công tác tiếp tục là ổn định cũng như là phát triển kinh tế xã hội, nhất là tiếp cận và tổ chức thực hiện thật tốt cái nghị quyết 42 của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Với phương châm là cái gì rõ thì làm trước, đề nghị các đồng chí bí thư cấp ủy, các cấp, nhất là bí thư các huyện thành ủy, tập trung lãnh đạo để mà tăng cường cái giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Các đồng chí bí thư cấp ủy tập trung để lo cái ngân sách trong bối cảnh là giãn hoãn này. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh các cấp các ngành cần triển khai nhanh các gói chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhằm hướng đến hỗ trợ ổn định, khắc phục khó khăn,
vượt qua cú sốc cả phía cung và cầu, cũng như chuẩn bị tốt nhất để tạo đà phục hồi mạnh ngay sau khi dịch bệnh kết thúc. Đối với nông nghiệp, cần tập trung phát triển chăn nuôi thịt lợn để ổn định nguồn cung, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong năm 2020 và cả những năm tiếp theo. Để làm được điều này, phải tiếp tục cải cách hành chính và nâng cao chất lượng công vụ. Trước mắt phải đảm bảo công tác phòng chống lũ bão, đảm bảo an ninh quốc phòng. Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, đồng chí Bí thư đề nghị tiếp tục bám sát chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chuẩn bị để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch trên tinh thần đảm bảo an toàn dịch bệnh. Đảm bảo là chống thất thoát. Trước mắt đề nghị là ban cán sự Đảng, ủy ban tỉnh, lãnh đạo ủy ban tỉnh để giao chỉ tiêu định hướng hay là chỉ tiêu hướng dẫn về cái chỉ tiêu đại hội, dự thảo chỉ tiêu đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Tình hình là dịch bệnh như thế này, ngay cả nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đề nghị ban cán sự đảng, ủy ban tỉnh tính toán xác định lại thêm cái ảnh hưởng của Covid này có thể đến vài ba năm không, đến nhiệm kỳ tới không, để tính lại cái chỉ tiêu, xác định là chỉ tiêu của cái giai đoạn tới. Các nhân sự thì với tinh thần thế này thôi, báo cáo với các ông chí thật rõ là nguyên tắc bí thư cấp ủy không là người địa phương, đấy là nhất quán, không thay đổi trong đảng bộ chúng ta, nhất quán cái chuyện đấy theo đúng chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Nhân sự gắn với là chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, mà rồi nữa là phải chuẩn bị thật kỹ. Trên cơ sở hôm nay chúng ta sửa cái 33 này, ta gọi thay thế này, chuẩn bị thật kỹ, có tâm có đức cái 33 này. Để phù hợp với các quy định hiện hành, tình hình thực tiễn của địa phương và chuẩn bị tốt cho công tác nhân sự trước đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với chủ trương thay thế quy định số 33 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử và quyết định số 1376 ngày 23 tháng 12 năm 2019 về sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định số 33 nhằm tạo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện.